ủ sứ sử thiên ngày năm tư hay nghe phải nhắc lại cách nói nhận được rồi mình ép xong rồi hay mình thêm bạn xong rồi Sâu đảo lợ của cha hảo lợ sâu tạo lơ của cha hảo lợi 收到了我加好了。Bây 收到了, giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Tiếng Trung của bạn thật tốt. 你的中文真好。tiếng Trung có tốt. Nói tiếng từng nghe nói qua Quế Lâm. Thiên số của Quỷ Lín Chính là chị ấy dạy đấy. Chịu sử tha chéo đỡ. Của bạn thì sao? Nghĩ đó nó. Người Việt Nam đại bộ phận đều 越南人大部分都呃，为什点？嗯，因为很方便。手机动，手机号，手机号码。 Tìm thấy rồi. Tráo tạo lợ. Nhận được lời mời kết bạn chưa? Sâu tạo hảo hiểu xin trình là mấy hiểu.